Đó, mọi người thấy con cua nè. Con này thì nhỏ quá mình không có được lấy. Đó. Dễ vớt lắm. Mình đi là mình chỉ cần đá nó vô cái vợt là mình vớt ra được rồi. Cát không à, nhưng mà con này nhỏ thì không có lấy. Đi tiếp. Mọi người thấy con cua không? Nước cạn lắm, dễ vớt lắm. Đây là mình vừa đi có cá vừa có cua luôn. Cái vợt này hơi nhỏ. Hơi nhỏ nên là khó vớt. Đó, cua nó lai à. Cua hả? Con cua hả? Ồ, tôi tưởng con cá ấy chứ. Cua biển mọi người. Con cua biển bự dữ ta. Tôi tưởng con rau đợ. Rồi coi kìa. Bắt lên coi thử nè. Ui bự dữ hả? Wow. Coi thử. Lấy đèn ra. Coi. Cái cua biển rất là đẹp luôn á. Cua biển đẹp dữ ta. Ha. Ừ. Cái con này là không có được bắt nha mọi người. Con này quá cấm nha. Bắt nó là ở tù thấy mẹ luôn á. Tội lỗi đó. Đẹp ghê luôn. Thấy lỗi của tôi thấy ấy. Quá đã luôn. Cua. Yep. Đây. Đây thì cua rất là nhiều luôn, chịu khó đi thôi, chịu khó mà để xíu là có. Đi hơi xa, nãy giờ tụi nghĩ đi hơi xa. Bây giờ cho tụi máy mà gần 20 con nha, không có nha. Kiếm cá mà nước lục hết. Cua mình bắt về còn sống á, là mọi người luộc liền nha. Chứ để mà qua đêm á, nó chết rồi là mình luộc không có ngon đâu.